Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ có chức năng Tourbillon kết hợp với Monopusher Chronograph, có nghĩa là chức năng Chronograph một núm, đến từ thương hiệu Muawat. Thì thương hiệu này là một cái thương hiệu đối với chúng ta có lẽ là khá là xa lạ. Thì tôi sẽ giới thiệu qua một chút về cái thương hiệu Muawat này. Thì sở hữu cái niềm đam mê bất tận với những cái cỗ máy đếm thời gian cơ học và đồ trang sức kim hoàn cao cấp, cái thương hiệu Muawat được ra đời năm 1908 bởi một người đàn ông mang tên là David Muawat. Ông đã đặt những cái bước đi đầu tiên với một workshop nhỏ tại Liban, tiền thân của thương hiệu Muawat này. Sau hơn 100 năm được cai quản bởi chính dòng họ Muawat, thương hiệu cùng tên đã trở thành một cái tên nổi bật trong những cái công ty chế tác đồ trang sức danh giá. Và họ còn là một đối tác thân thiết của nhãn hàng nội y nổi tiếng toàn cầu Victoria's Secret. Chúng ta có thể nhớ đến những cái bộ nội y rất là nổi tiếng của Victoria's Secret được đính rất nhiều kim cương và đá quý, thì đó là một sản phẩm kết hợp với Muawat. Thì song song với việc chế tác đồng hồ trang sức và kim hoàn, thì đồng hồ, tức là tôi đang nói về đồng hồ cơ khí mà thương hiệu này hướng tới, thì được điều hành bởi ngài Alan Muawat. Những chiếc đồng hồ của Muawat thì đều có DNA rất là dễ nhận diện. Như hãng đã đề cập thì từng cỗ máy Chronograph trong bộ sưu tập Grand Ellipse mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự tái sinh mạnh mẽ về những chiếc đồng hồ mang đậm màu sắc của đất nước Thụy Sĩ do chính nhà Muawat sản xuất. Đây chính là chiếc đồng hồ Muawat Tourbillon kết hợp với chức năng Chronograph một nút bấm, thì đã được hãng sản xuất vào năm 2016. Thì chiếc đồng hồ này đã lọt vào top những chiếc đồng hồ phức tạp nhất trên thế giới, có trong danh sách đề cử của giải thưởng GPSG năm 2017. Thì điểm qua một chút về GPSG, thì đây là một cái giải thưởng nhằm tôn vinh những chiếc đồng hồ cơ học tuyệt vời nhất trên thế giới, phân theo từng hạng mục riêng, như chiếc đồng hồ phức tạp nhất này, đồng hồ nữ này, đồng hồ nam, đồng hồ Chronograph ảnh hưởng nhất trong năm. Thì với năm 2017, cỗ máy siêu mỏng Biocari Octo Automatic đã chính thức giành được giải thưởng danh giá đó. Thì các cái cỗ máy còn lại, trong đó có Muawat Chronopusher Tourbillon, thì chúng ta có thể hiểu được rằng GPSG thì có nó như là một cái giải Oscar rất là danh giá trong làng đồng hồ. Cái việc xuất hiện trong tên đề cử, tôi nghĩ đó cũng đã là một cái thành công rất là lớn đối với thương hiệu này rồi các bạn ạ. Thì với cái bộ sưu tập Grand Ellipse này, cỗ máy Muawat hiện tại đang có mặt tại Gia Bảo Luxury, thì sở hữu cái lớp vỏ bằng vàng hồng với hình ellipse được bẻ nắn khá là đặc biệt. Bộ vỏ khung này thì khiến chúng ta liên tưởng đến các thiết kế của thương hiệu Daniel Roth. Bộ vỏ bằng vàng hồng giờ đây được trải xước ở bề mặt, xen kẽ một vài chi tiết được đánh bóng rất là chỉn chu. Nếu phía bên trái bộ vỏ khung là tên thương hiệu Muawat được làm bóng nổi bật xung quanh nền nhám, thì bên phải là một núm điều chỉnh tích hợp nút bấm Chronograph duy nhất đặt tại góc 3 giờ. Về cơ bản thì những chiếc đồng hồ cao cấp thì thường khác với dòng đồng hồ bình dân ở việc sử dụng chất liệu này, kiểu dáng này, những DNA đặc trưng của họ, cũng như là một cái thương hiệu để chiếc đồng hồ đó có một cái mức giá mà tôi nghĩ là rất là cao. Ngoài việc sử dụng vàng hồng cao cấp tạo nên cái lớp vỏ khung, thì hai cái mặt kính trước và sau của cỗ máy Muawat thì được làm từ kính sapphire chống trầy xước cao. Và chúng ta có thể thấy được cái kính sapphire, hai kính sapphire này cũng không phải là đơn giản, mà nó có ở mặt trên thì là hơi cong lên trên, và ở mặt dưới là hơi lõm đó. Để chế tác được hai cái mặt kính sapphire này cũng không phải là đơn giản đâu các bạn. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của chiếc đồng hồ này tôi nghĩ đó chính là phần kích thước khá là lớn, 41,7 chiều ngang và chiều dọc là 56,7 mm, khá là to. Tuy nhiên là với những ai sở hữu cái cổ tay lớn và thích đeo đồng hồ to, thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Sở hữu một cái kích thước lớn thì đồng nghĩa với việc các nghệ nhân có một không gian lớn hơn để trang trí cho mặt số của đồng hồ. Thì ở mặt số chiếc đồng hồ này, màu trắng bạc được nhà sản xuất Muawat lựa chọn làm nền cho mặt số đồng hồ. Bên trên mặt số là sự có mặt của hai mặt số phụ và một lồng tourbillon đang chuyển động không ngừng để cuốn hút. Hệ thống kim, giờ kim phút thì được mài xước rất là đẹp,
rất là tinh tế. Còn hai cái kim dây, hai cái kim nhỏ ở hai đồng hồ phụ thì được làm theo kiểu nhám đó. Về cái độ hoàn thiện, nền mặt số dường như đã được phủ cát mịn, còn hai mặt phụ, hai mặt đồng hồ phụ báo ngày và chronograph lại được trang trí với họa tiết riêng và nổi bật hơn. Đối với bộ hiển thị ngày nằm ở góc 7 đến 8 giờ, nhà sản xuất sử dụng họa tiết tạo độ góc cạnh này khác biệt hoàn toàn. Phía rìa mặt số là thang đo tachymeter màu đen phục vụ tính năng chronograph của chiếc đồng hồ này, cùng những cái cọc số chỉ giờ kích thước lớn phủ chất phát quang bên trên. Tuy nhiên, hiệu ứng phát quang trên chiếc MuraWatt thì tôi đánh giá là không thực sự ấn tượng. Với một chiếc đồng hồ vừa có tính năng chronograph lại vừa có thêm chức năng tourbillon, chắc chắn bộ máy bên trong phải thật sự rất là đỉnh cao và phức tạp, thì sự phức tạp kéo theo rất nhiều chi tiết đi cùng. Chúng ta hãy cùng lật mặt sau của chiếc MuraWatt để xem cái cỗ máy phía đằng sau các bạn nhé. Thì những người yêu đồng hồ có thể thấy toàn cảnh chuyển động của những đòn bẩy này, các bánh răng, bộ máy hiện lên với tông màu xám tối khá là cuốn hút. Nó khác biệt với những cái bộ máy có cái màu mà tôi hay gọi là màu của thép ấy. Nó khác với cả những cái cỗ máy truyền thống là màu của thép hay là màu tức là màu sáng, sáng của bạc, sáng bạc, hiểu vậy. Nhưng chúng ta vẫn rất là dễ để nhận ra các chi tiết đã được hoàn thiện với độ hoàn thiện rất là cao, với vắt cạnh kỹ lưỡng này, có sự có mặt của những vân tròn plaque trên từng bộ phận nhỏ, các bánh răng màu vàng được điểm xuyết trên toàn thể một cái bộ máy màu tối thì tạo nên một cái điểm nhấn khá là đẹp cái cỗ máy này. Có thể quan sát dễ dàng nhất ở khu vực đằng sau cỗ máy MuraWatt Tourbillon đó chính là hoạt động của cơ chế chronograph. Thực tế thì mỗi một thiết kế về chronograph của các thương hiệu đồng hồ sẽ có đặc điểm riêng. Cùng có mặt tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay cũng chính là một cái cỗ máy của Montblanc với chức năng chronograph một nút bấm, hay là chiếc Zenith cùng chức năng nhưng được vận hành bởi hai nút bấm bên hông. Khác với cả MuraWatt thì nhà sản xuất tích hợp luôn núm chỉnh giờ và nút bấm chronograph tại chung một vị trí. So với chiếc Montblanc thì người dùng sẽ phải khởi động, kết thúc và reset tính năng chronograph nhờ nút bấm được đặt tại góc 7 giờ. So với cơ chế chronograph một nút bấm lấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ nguyên thủy này thì hệ thống 3 nút bấm trên cỗ máy nhà Zenith lại tiện lợi và thân thiện với người dùng hơn rất nhiều. Dù sao ở thời điểm hiện tại, sự khác biệt giữa hai cơ chế này không phải là quá lớn, vì những cái công cụ điện tử thế hệ mới mà chúng ta đang sở hữu như là điện thoại thông minh với những chức năng bấm giờ thì trên những chiếc đồng hồ cơ học chúng ta đã không quá cần thiết nữa. Chúng ta tìm đến những chiếc đồng hồ chronograph vì tôi nghĩ là vì phong cách thiết kế, vì sự phức tạp của cỗ máy cũng như là cái bộ hiển thị thì ở trên mặt số khá là đẹp, chứ không phải là vì chức năng của nó nữa các bạn ạ. Cuối cùng thì chiếc đồng hồ này được sử dụng một cái dây da màu đen bắt nối với bộ vỏ khung cùng một cái càng nối dây mà chúng ta có thể thấy nó có một chút di chuyển, có thể di chuyển. Chức năng của cái càng nối dây này là có thể ôm sát cổ tay của người đeo. Chúng ta có thể thấy được cái logo của thương hiệu, đó là chữ M viết tắt của MuraWatt và nó hơi có một chút nào đấy giống hình trái tim, khá là hấp dẫn. Và tôi nghĩ đây là một cái điểm khá là hay ở cái logo của thương hiệu này. Thì thương hiệu này đã đưa ra một mức giá mà tôi nghĩ là khá là cao, cao hơn giá trị thật của chiếc đồng hồ này, đó là 190.000 Swiss franc, franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên là vì đây là đồng hồ của thương hiệu MuraWatt nên họ thích đặt bao nhiêu thì đặt. Nhưng với những người chơi, những người đam mê và những người có hiểu biết về đồng hồ thì với mức giá này chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác mà tôi nghĩ là sẽ đáng giá về sau hơn. Tuy nhiên là ngày hôm nay Gia Bảo Luxury sở hữu chiếc đồng hồ này với một mức giá thật sự rất là hợp lý, chưa đến 30.000 USD để cho chúng ta có một sự lựa chọn cho một chiếc đồng hồ phức tạp này, vỏ vàng hồng rất là nặng này, cỗ máy tuyệt đẹp này, đó, khóa đôi cũng rất là nặng nữa. Các bạn có suy nghĩ gì về chiếc đồng hồ này thì hãy cho chúng tôi biết ở comment phía bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.